Trong phát ngôn mới nhất của mình về Doku, huấn luyện viên Pep Guardiola nói: "Những cầu thủ chạy cánh mà chúng tôi có ở mùa giải trước gồm Cole Palmer, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Jack Grealish hay Phil Foden đều sở hữu kỹ năng và chất lượng đáng kinh ngạc. Họ cầm bóng giỏi, có khả năng một chọi một tốt và rất thông minh. Nhưng họ không sở hữu tốc độ của những cầu thủ chạy cánh trước đây của City như Leroy Sané và Raheem Sterling. Những gì mà Jeremy Doku thể hiện, đặc biệt là tốc độ nước rút của cậu ấy trong khoảng 5-6 mét đầu, làm tôi nhớ đến Leroy và Raheem. Họ khá giống nhau. Trước hết, chúng ta hãy đến với một vài thông số chuyên môn của Doku sau 3 trận ra sân cho Manchester City mùa này. Ngoài việc đã có bàn thắng mở tài khoản vào lưới West Ham, Doku đang là đồng hạng nhất The Citizen ở tổng hành động dắt bóng tinh tiến 22 lần bằng Julian Alvarez. Ở khúc này cần lưu ý Doku mới chỉ đá 211 phút cho City, trong khi Alvarez đá chính và đá trọn vẹn 90 phút ở 7/8 trận kể từ đầu mùa. Điểm mạnh số 1 của Doku, kỹ năng đi bóng kéo bóng còn được đặc tả qua tần suất anh dắt bóng vào vòng 16m50 của đối phương, tổng cộng 17 lần, gần gấp đôi Grealish, 9, và hơn mọi đồng đội khác từ 10 đơn vị trở lên. Dù mới chỉ đá 3 trận, 2-1 vào sân từ ghế dự bị, nhưng Doku là top 1 Manchester City ở số hàng động dây bóng, 18 lần, hơn 3 so với người thứ hai Foden, đồng thời cũng là một trong hai cầu thủ đi bóng qua người thành công nhiều nhất, 10 lần, chỉ kém Rodri. Tốc độ nước rút của Doku tốt như thế nào, chúng ta xem trực tiếp thì cũng cảm nhận được. Và phẩm chất này của cậu mới đây cũng được chính mà tốc độ của đội thủ quân Kyle Walker khẳng định với câu: "Trong 5-6 mét đầu, Jeremy nhanh hơn tôi." Điểm đáng khen nhất ở Doku, đó là cậu đi bóng dê bóng với tần suất cao, không chỉ bởi đó là ưu điểm, là bản năng của mình, mà là đợt ra mà Doku mang đến cho đội sau những hành động đi bóng. 18 nỗ lực đi bóng của Doku là điểm khởi phát của một bàn thắng, 2 cơ hội lớn, 4 key pass, 5 đường truyền vào box, và 10 lần đặt dấu ấn vào các pha dứt điểm của đồng đội. Ký hợp đồng với Doku là một phần quan trọng trong kế hoạch tăng cường chất lượng và tốc độ phát triển bóng của Pep Team mùa này. Câu lạc bộ đã mang về 4 chuyên gia đi bóng ở các vị trí khác nhau, từ Josko Gvardiol đến Mateo Kovacic, Matthias Nunn, và Doku chính là người dê bóng giỏi nhất trong số này. Sau trận thắng West Ham, Pep đã thừa nhận rằng ông bất ngờ với những gì Doku thể hiện, từ cách cậu tự tin cầm bóng, đi bóng, một chọi một, thậm chí là một chọi hai, hút người, tạo cơ hội cho đồng đội, đến nỗ lực dứt điểm ghi bàn. Còn hôm qua, Pep nói rằng, Jeremy đang chơi rất tốt. Sở dĩ tôi để cậu ấy ngồi ghế dự bị ở trận đấu với sao đỏ Belgrade là bởi tại Ren, Jeremy không quen với mật độ thi đấu 3 trận tuần kiểu này. Tôi phải cẩn trọng với thể trạng của cậu ấy, nhưng rõ ràng Jeremy đang thích nghi với City theo cách không thể tin được. Jeremy sở hữu những phẩm chất đặc biệt, là một cầu thủ chạy cánh có thể tạo ra nhiều giá lớn ở 1/3 cuối sân. Chúng tôi đã đang và sẽ cố gắng sử dụng Jeremy theo cách mà cậu ấy có thể phát huy hết những khả năng tốt nhất của mình. Từ phút thứ 20 trận thắng Fulham 5-1 cho đến các cuộc ngược dòng cùng tỷ số 3-1 gần nhất trước West Ham và sao đỏ, Doku đích xác đã được Pep sử dụng theo đúng như những gì ông nói, hiện diện thường trực ở đường biên, trong khu vực 1/3 cuối sân, sử dụng kỹ năng một chọi một, đi bóng qua người hoặc cầm bóng hút người của để tạo ra đột biến cho những miếng đánh của City. Đây là bản đồ phác thảo các nỗ lực thực hiện dê bóng của Doku trong trận thắng West Ham. Con số là 9 lần và đây là kỷ lục của Manchester City tính từ đầu mùa trước. Ngay cả thiên tài đi bóng Jack Grealish cũng chưa bao giờ đạt tới 9 lần dê bóng trong một trận đấu Premier League kể từ khi gia nhập City. Tất nhiên, việc Doku được khuyến khích đi bóng, đội phá cá nhân ở thời điểm hiện tại, còn liên quan đến cái sự làm mới của Pep và Manchester City. Các mùa trước Manchester City và Pep luôn tập trung lớn vào việc duy trì quyền kiểm soát bóng, nhưng mùa giải hiện tại, huấn luyện viên người Tây Ban Nha muốn các cầu thủ của ông sẵn sàng hơn, tính cực hơn trong việc đi bóng và làm điều đó ở tốc độ cao. Chúng tôi đã yêu cầu Jeremy sử dụng phẩm chất tốt nhất của mình, khả năng đi bóng để đối đầu với một, hai hoặc nhiều hơn cầu thủ phòng ngự ở biên của đối thủ, Guardiola nói sau trận West Ham. Nhưng quan trọng là ở câu tiếp theo của ông, nếu bạn sử dụng phẩm chất tốt nhất của mình và làm mất bóng, không có vấn đề gì hết, hãy tiếp tục vững tin và làm điều đó ở lần tiếp theo. Trận thắng West Ham, nếu các bạn còn nhớ, Doku làm mất quyền kiểm soát bóng mở ra pha phản công ghi bàn mở tỷ số của Bố Tạ. Nhưng sau đó anh vẫn tiếp tục làm đi làm lại công việc đi bóng của mình và rồi ghi một bàn thắng siêu hạng, tạo ra hàng loạt cơ hội cho đồng đội, làm nên cuộc ngược dòng tại London. Khi so sánh giữa Doku hiện tại với hai cầu thủ chạy cánh có phong cách giống anh từng khoác áo City trước đây, Sen và Sterling. Do Doku mới 21 tuổi, nên thông số sử dụng sẽ là Sen tuổi 21, mùa năm 2017 đến năm 2018, và Sterling tuổi 21, mùa năm 2016 đến năm 2017. Có một vài điểm mà chúng ta cần lưu ý ở đây. Thứ nhất, mùa năm 2016 đến năm 2017 của Sterling và mùa năm 2017 đến năm 2018 của Sen đều là mùa bóng thứ hai của họ cho City. Tức xét một cách toàn diện, hai cầu thủ này đã quen với hệ thống của Pep và đã trải qua ít nhất năm đầu tiên thích nghi. Doku của hiện tại chưa có được điều đó. Thứ hai,
Dù chúng ta xét bình quân 90 phút trên mọi đấu trường nhưng mẫu thống kê của Doku Sati là tương đối nhỏ, bởi anh mới chỉ ra sân 3 trận và hơn 200 phút cho The Citizen, nên chuyện Doku có tần suất hiệu suất cao hơn hay thấp hơn chỉ có giá trị tham khảo tương đối. Chúng ta có thể thấy Doku hiện tại hoàn toàn vượt trội hai winger đàn Anh khi so sánh cùng tuổi 21 ở các thống kê về kiến tạo kỳ vọng, chuyền vào vòng 16m50, tần suất góp dấu giày vào dứt điểm của đội nhà, số hành động dê bóng, số lần đi bóng qua người thành công, đến các hoạt động như kéo bóng, dắt bóng tịnh tiến, đi bóng vào vòng cấm. Đáng nói, Doku cũng hơn hẳn Sam Sterling ở những đóng góp trong phòng ngự khi anh xoạc bóng nhiều hơn, tranh chắp tay đôi nhiều hơn, thu hồi bóng cũng nhiều hơn. Ở những thông số mà Doku kém hơn Sen và Sterling, như đi bóng hay chuyền vào 1/3 cuối sân, thì nó cũng đặc tả vai trò cụ thể trên sân của sao mai người Bỉ. Điều mà Pep đã nhấn mạnh, đó là Doku hoạt động thường xuyên trong khu vực 1/3 cuối sân, nên tác động của cậu không phải là vào 1/3 cuối sân mà là từ 1/3 cuối sân. Doku vẫn còn nhiều thứ cần phải cải thiện, đặc biệt là hiệu suất đầu ra, bàn thắng và kiến tạo, vốn khá khiêm tốn từ thời còn khoác áo Ren. Sen từng có những năm tháng thành công cùng City như mùa năm 2018 đến năm 2019 khi anh tạo ra tới 35 bàn thắng trong 47 trận. Sterling thậm chí còn là cầu thủ City ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League cũng như trên mọi đấu trường trong kỷ nguyên của Pep.